Thưa quý vị, trong thời gian qua, nhân dân khu vực thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu liên tục phản ánh đến các cơ quan chức năng về việc con đường vào chợ Tân Châu đã bị xuống cấp, hư hỏng nặng, gây cản trở giao thông và bức xúc trong dư luận. Theo người dân địa phương, trước đây khi con đường vào chợ được đưa vào sử dụng, người dân hết sức vui mừng vì giao thông được thông suốt, việc giao thương hàng hóa và nông sản vào chợ Tân Châu được thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nâng cao đời sống về mọi mặt cho nhân dân. Tuy nhiên, niềm vui chẳng được bao lâu, vì đến nay, nhiều đoạn trên tuyến đường này đã sụp lún, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà rộng sâu như thế này, chiếm gần hết mặt đường, ảnh hưởng lớn đến việc xe cộ lưu thông hàng ngày, đặc biệt tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và rất lớn. Trước đây, người dân khu vực này đề nghị các ngành chức năng tiến hành kiểm tra để sớm chỉ đạo khắc phục sửa chữa. Thế nhưng, đoạn đường này vẫn nguyên hiện trạng hư hỏng. Mong các ngành chức năng huyện Tân Châu kiểm tra và có hướng khắc phục để thuận lợi và an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên tuyến đường này. Quý khán giả thân mến, chương trình Vì Văn Minh Cuộc Sống phản ánh đa chiều sự chuyển động của đô thị đến nông thôn. Quý khán thính giả có thể gửi các thông tin, những hình ảnh đẹp, gương người tốt việc tốt hoặc là những tồn tại bất cập làm mất mỹ quan đô thị nông thôn về chương trình theo địa chỉ email tinthoisu.ttv11a@gmail.com, inbox Facebook Xuyệt Tây Ninh TV Online hoặc liên lạc đến số điện thoại 0889 122 333 nhánh số 1. Tất cả vì một đô thị nông thôn văn minh, nghĩa tình.